Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, Hội Đông y tỉnh trong nhiều năm qua đã có nhiều hoạt động tích cực để nâng cao năng lực hệ thống phòng khám và đội ngũ lương y. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay đã được phát huy trong thực tiễn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Chị Phạm Thị Thủy đến từ tỉnh Quảng Bình. Đầu tháng 1 năm nay, chị bị tai biến và hiện đang được đội ngũ y bác sĩ phòng khám này chăm sóc điều trị bằng phương pháp Đông Tây y kết hợp. Đến nay, sau 2 tháng điều trị tích cực, khả năng phục hồi của chị Thủy được ghi nhận hơn 70% và chị Thủy rất tự tin sớm trở lại cuộc sống bình thường. Chị cũng như không ít bệnh nhân trên địa bàn tỉnh đã và đang chọn phương pháp điều trị y học cổ truyền vì những hiệu quả mang lại. Chị bị tai biến, chọn chỗ này là uy tín nhất để nói chung là tai biến này thì đông y chăm sóc thì tốt hơn, kết hợp được cả tây y, các kỹ thuật như xét nghiệm cận lâm sàng, X-quang, siêu âm để giúp cho chúng tôi chẩn đoán và hỗ trợ chúng tôi điều trị rất là tốt. Đặc biệt là khi chúng tôi được bảo hiểm xã hội tin tưởng ký hợp đồng để khám chữa bệnh ban đầu cho bệnh nhân thì lượng bệnh nhân sẽ tăng lên rất là nhiều. Hiện nay, việc triển khai khám cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế, phòng khám đã thu hút ngày càng đông bệnh nhân đến khám và điều trị. Năm 2022, Bệnh viện Y học Cổ truyền Huế có tổng số lượt khám bệnh nhân ngoại trú đạt 90% so với kế hoạch, tăng 126% so với năm 2021. Tổng số bệnh nhân điều trị vật lý trị liệu và phục hồi chức năng tăng 130% so với năm 2021. Đặc biệt, công suất sử dụng giường bệnh năm 2022 đạt 111%, tăng hơn năm 2021, chỉ đạt 65%. Bệnh viện đã kết hợp các phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền như bầu giác, châm cứu, điền châm, nhĩ châm, thủy châm, xoa bóp bẩm huyệt, vận động trị liệu, vật lý trị liệu, chôn chỉ, kéo giãn cột sống, xông hơi thuốc, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng điều trị. Ở đây là cái khoa xương khớp này, mình điều trị là cái khoa châm cứu ở đây là tốt nữa. Chúng tôi triển khai tăng cường thêm các dịch vụ kỹ thuật. Như năm 2022 thì chúng tôi đã đưa vào cái dịch vụ điện mạng châm điều trị rất hiệu quả đối với bệnh nhân các bệnh lý về xương khớp. Và năm nay chúng tôi cũng đã đăng ký và sẽ triển khai như dưỡng sinh trị liệu, rồi chườm ngại, rồi xông khỏi thuốc điều trị các bệnh lý về xoang. Và thêm chúng tôi sẽ là điều trị thêm các bệnh lý về phụ khoa. Còn về đặc biệt là chúng tôi sẽ cử cán bộ để học và đào tạo thêm những cái chuyên khoa sâu trong đông y để điều trị phục vụ cho bệnh nhân. Mạng lưới các cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố và phát triển không ngừng với quy mô 146 cơ sở đông y đông dược. Hội viên trong hệ thống phòng khám đông y thuộc các tổ chức tôn giáo ngày càng phát huy hiệu quả. Số lượng người khám chữa bệnh bằng phương pháp đông y trong xã hội cũng ngày càng tăng. Kết quả khám chữa bệnh bằng phương pháp đông y qua các năm không ngừng tăng. Cụ thể, năm 2008 trên 46.000 lượt, năm 2018 là 18.000 lượt và năm 2022 trên 162.000 lượt. Tổng số bệnh nhân châm cứu tăng, trong đó năm 2018 trên 10.000 lượt và năm 2022 trên 228.000 lượt. Lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh đối với đông y ngày càng tăng, nhất là sau những cái năm dịch thì họ vẫn đến khám với đông y, chứ không phải là cơ sở bệnh viện, mà các cơ sở tư nhân cũng là những cái điểm đến để cho bệnh nhân gửi gắm cái niềm tin về cái khám chữa bệnh về đông y. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe ngày càng cao của người dân trong xu hướng tìm về phương pháp điều trị cổ truyền như hiện nay, Hội Đông y tỉnh đang tiếp tục cải thiện hệ thống chất lượng khám chữa bệnh tại các phòng khám, chuẩn bị chủ trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ lương y, tập trung phát huy sáng kiến kinh nghiệm trong việc kể thừa những bài thuốc hay, kinh nghiệm quý, phương pháp mới để ứng dụng vào thực tiễn.